Pedro xin kính chào các khán giả đang xem YouTube. Hiện tại là với quang cảnh ở thành phố Đà Nẵng này, với sau ngày 15 tháng 3 được Đảng và Nhà nước cho mở cửa trở lại thì ngành du lịch ở Đà Nẵng đang được phát triển trở lại. Dòng hôm nay là ngày thứ 3 là Đà Nẵng được dòng người đang thu hút về đây. Người những cái khách hàng thập phương khắp nơi đã đổ về thành phố Đà Nẵng để tắm biển du lịch. Để bắt đầu một sự hành trình mới, một sau những ngày kìm nén vì dịch dã không được đi tham quan đi du lịch, nên là dòng người đang đổ xô về những điểm du lịch. Mùa này là mùa hè nên là lượng số khách hàng sẽ đi ra tắm biển nhiều hơn. Thành phố Đà Nẵng là một những thành phố trung tâm của miền Trung nên là và được thu hút từ được bao nhiêu năm nay rồi, nên là ở thành phố rất chi là đẹp. Kinh tế đổ dồn về thành phố rất chi là nhiều. Mong là sau những ngày dịch dã thì người dân ở đây sẽ được hưởng thụ những cái bờ biển trải dài của Đà Nẵng với những cái khung cảnh thiên nhiên đẹp như này. Thì là em làm YouTube này để cho mọi người biết đến là Đà Nẵng đã mở cửa trở lại và dòng người đã thu hút về đây để tham quan và du lịch tắm biển. Với quang cảnh ở đây thì Đà Nẵng, bãi biển Đà Nẵng, ngoài ra là có cái bãi đảo Sơn Trà này. Đấy, với dòng nước trong xanh này, với con người ở đây là đua nhau tấp nập về tắm biển ở bãi biển Đà Nẵng này. Thì không gian ở đây thì là thoáng mát. Hai là trên cái đảo Sơn Trà kia, ngoài ra là phong cảnh đẹp rồi, nhưng mà trên chốc núi thì còn có những cái mây tích tụ ở trên núi làm cho cái quang cảnh ở đây tô thêm sắc màu đẹp rực rỡ hơn. Biển ở đây rất chi là trong và xanh, sóng lại lớn nên là dòng người thu hút ở khắp nơi trên nhiều nơi, cũng như người nước ngoài đang hút về đây để tắm biển, tham quan du lịch ở đây. Đây sóng nước kia lớn này và to này. Đây là mới mở cửa ra phát mà dòng người đã được thu hút về đây tắm biển đã đông vui như này. Biển thì trong xanh, mây thì bầu trời trong xanh này, nước biển trong này cũng xanh này. Không còn cái gì điều gì để miêu tả mà đẹp đẽ như ở biển bờ biển Đà Nẵng này. Ngoài ra bà Đà Nẵng là còn có khu du lịch vui chơi ở Bà Nà Hills nữa. Nên là các bác nào có nhu cầu đi tham quan ở thành phố Đà Nẵng, được đi tắm biển này, xong rồi còn đi tham quan các khu du lịch khác nữa. Em đang khám phá dần về đất ở Đà Nẵng.